Rồi, hôm nay chúng ta học về dạng 6 câu bị động, đó là câu bị động với động từ tường thuật. Con ghi đi. Tường thuật. Rồi, cái gì đó là các động từ như thế nào? Ghi nhá. Ví dụ này, nghĩ là động từ tường thuật, được chưa? Rồi, nghĩ này, tin tưởng này, được chưa? Ok, được rồi. Ok, hay là từ find. Find ở đây chúng ta không dịch là tìm thấy, mà chúng ta dịch là thấy ra sao, được chưa? Nhá. Ok, hay là chúng ta có từ thế này, cho rằng, đề nghị, propose, được chưa? Rồi, thế thì đối với dạng động từ này chúng ta có hai dạng. Một nhỏ, cô gọi là đồng thì, con ghi đi. Các bạn ơi, đồng trong tiếng Anh người ta gọi là, trong tiếng Việt người ta là cùng lý, cùng thì. Đồng thì hay người ta gọi là cùng thì. Cùng thì chúng ta làm như thế nào? Chúng mình sẽ ghi cho cô luôn chữ to đùng này, đó là chữ V cho cô. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái dạng này thông qua một ví dụ. Nào, con ghi cho cô ví dụ nhé, chúng mình mới hiểu được bài cơ. Ví dụ này, người ta nghĩ rằng people believe that he, cứ nói chuyện đi con ơi, he, cứ nói chuyện đi con ơi, he works in Vietnam. Rồi, bây chúng mình nhìn cho cô nhá, chúng mình nhìn cho cô này. Ở đối với động từ tường thuật này, chúng ta sẽ có hai động từ và hai chủ ngữ trong câu, được chưa? Rồi, chủ ngữ đầu tiên đó chính là he gì? People. Chủ ngữ số 2 là từ gì con? Từ gì con? Từ he. Đúng rồi, chủ ngữ không ạ? Rồi, tiếp tục. Động từ số 2, động từ đầu tiên là từ gì con? He gì? À, believe. Động từ số 2 là gì con? Đó là từ gì đây? À, đúng rồi, đó là từ gì ạ? Từ works. Vậy thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách đầu tiên đó là chúng ta sẽ chia cho cô theo cái vế màu xanh này. Màu xanh là cây này, đúng không ạ? Bây giờ lớp trả lời cô này, cả lớp trả lời cô này, believe ở đây là gì các bạn nhỉ? Hiện tại đơn, quá khứ đơn hay thì gì? Hiện tại đơn. Vậy thì khi chuyển sang bị động chúng ta cũng chia hiện tại đơn. Chúng mình ghi cho cô cách 1. Cách một bạn, cách bạn làm một việc là cách bạn làm nhiều việc. Rồi, cách một, người ta là một danh từ không xác định. Vậy thì khi chuyển sang bị động chúng ta cũng sẽ nói người ta tin rằng. Và lúc này chúng ta sẽ dùng chủ ngữ giả. It is believed. Ok chỗ này chưa? Ok chỗ này chưa? Đó, ở đây hiện tại đơn là believed. Vậy thì khi chuyển sang bị động chúng ta sẽ ghi là it is believed. Được chưa? Rồi. Và vế đằng sau chúng ta thêm giác hay không giác cũng ok con rể. Và đằng sau chúng ta sẽ giữ nguyên cho cô. Ok chưa? Chúng mình có hiểu chỗ này chưa con? Giảng rất chậm để hiểu này. Cách 2 cho cô. Cách 2. Cách 2 chúng ta sẽ chia theo cái vế này. Cô làm cho màu màu này đi, hoành trắng đi. Ok. Vậy thì chủ ngữ trong câu này là gì con? Là he. Vậy chúng ta sẽ nói như sau. Anh ta được tin là làm việc ở Việt Nam. Vậy cô sẽ nói như sau. He. Ở đây chúng ta vẫn chia theo cái vế là believe. Ở đây là hiện tại đơn. Vậy chúng ta khi câu bị động chúng ta cũng phải dùng hiện tại đơn. Bê nguyên câu này xuống. He is believed. Ở đằng sau chúng ta có từ works là một động từ chỉ hành động. Và người ta cũng dùng hiện tại đơn. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ dùng cấu trúc của nó, đó là to verb. To verb ở đây có nghĩa là gì đây ạ? To work in Vietnam. Hello? Thấy ở chỗ này chưa? Rồi, vừa rồi cô cho chúng mình ví dụ 1 là đối với động từ chỉ hành động. Bây giờ cô sẽ cho chúng mình một ví dụ nữa, đó là với động từ to be. Được ạ? Vẫn là câu này nhưng cô sẽ biến hóa như sau. Mọi người tin rằng anh ấy rất là giàu có. He is rich. He is rich. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm. Cách 1. Cách 1. Nào, anh ấy được tin là giàu có. Thì chúng ta sẽ nói là cách 1 là gì ạ? Người ta tin rằng anh ấy giàu có. It is the leader. That he is rich. Cô giữ nguyên y hệt, không có gì thay đổi. Cách số 2, cô
cô sẽ nói anh ta được tin là giàu có. Đã. He is believed. To verb. Nào, bắt đầu mình áp dụng ở đây. Trong cái câu này của chúng ta là is là một động từ to be. Verb ở đây chúng ta hiểu là động từ nguyên dạng của động từ to be. Mà động từ nguyên dạng của động từ to be là từ gì con? Be. Ok, lắp ghép vào là xong. Ok chưa? Xong nhá. Xong nhá. Rồi ok. Đây là chúng ta sang phần 1 nhỏ. Chúng ta sang phần 2 nhỏ. Cô gọi là khác thì. Khác thì tức là không đồng thì thôi. Nào, chúng mình sẽ cho cô ví dụ. Nào, khác thì. Ví dụ này. Mọi người nghĩ rằng cô lời cô không thích dùng từ believe nữa. Cô dùng từ think. Mọi người nghĩ rằng bạn Khôi làm việc chăm chỉ. Đấy, những bạn nào nói chuyện cô cho lên tên lên đây. People think that Khôi worked hard. Nhưng mà cái việc bạn ấy chăm chỉ là việc trong dĩ vãng thôi. Và bây giờ bạn ấy không chăm nữa. Ở đây chúng ta có từ think. Đây là ví dụ thôi Khôi nhé, để cho Khôi hiểu bài thôi. Think là một động từ chỉ hiện tại đơn. Và worked. Cứ nói chuyện là cô cho tên lên đây cho chúng mình nhớ bài luôn. Đây là quá khứ gì con? Quá khứ đơn. Đúng rồi, chúng ta sẽ làm cho cô cách 1. Rồi, chúng ta sẽ nói cách 1 chúng ta sẽ chia theo cái vế như thế này. Vậy thì chúng ta dùng chủ ngữ giả. Người ta nghĩ rằng think ở đây là hiện tại đơn. Vậy chúng ta sẽ nói it is thought that. Và đằng sau chúng ta giữ nguyên cho cô quá khứ đơn như bình thường. Chúng ta sang cách số 2. Cách 2 tức là chúng ta sẽ chia theo cái vế bạn Khôi này cho cô. Vậy mình sẽ nói Khôi được nghĩ rằng là đã từng làm việc chăm chỉ. Nào bắt đầu đi. Khôi. Vế đầu tiên chia theo động từ think ở hiện tại. Vậy thì chúng ta vẫn chia theo cấu trúc đó là tân ngữ là Khôi. Câu am is are cộng phân từ 2. Khôi là một người. Vậy cô sẽ nói is phân từ 2 của thing là thought. Lúc này là khác thì. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cho cô cấu trúc như sau. To have cộng với phân từ 2. Vậy cô sẽ nói, đây là cô đang dạy cho các bạn lớp 8, lớp 9, cho nên là chúng ta sẽ học kiểu đơn giản thế này thôi. Còn nếu chúng mình lên lớp 12 thì nó hơi phức tạp một tí. Một tí thôi, không đáng kể nhá. Đúng rồi, nó lại còn bị động của bị động nữa không? Còn đây cô mới đang dạy chúng mình là dạng bị động bình thường thôi. Bị động của chủ động thôi, chứ chưa phải là dạng bị động của bị động. Nào, vậy thì chúng ta dùng áp dụng cấu trúc cho cô. To have và cộng với phân từ gì? Phân từ 2. Cả lớp đi ở chỗ này chưa? Rồi, chúng ta sang ví dụ số 2 cho cô. Vừa rồi cô cho chúng mình ví dụ 1 là đối với động từ chỉ hành động là worked, làm việc. Bây chúng ta sang ví dụ số 2 với động từ to be. Chúng ta ghi ví dụ cho cô nhé. Nào, mọi người nghĩ rằng people think that. Ok, Khôi đã từng rất giàu có. Khôi was rich. Được chưa? Đó. Thì có đúng à? Thì có đúng là think ở đây là hiện tại đơn không? Đúng không ạ? Đó. Có đúng was ở đây là động từ dạng quá khứ ở dạng to be không? Rồi. Cách đầu tiên, cách 1. Cách 1. Khôi được nghĩ là, đúng không ạ? Khôi ý thought. À quên nhầm, quên sẽ nhầm. Đây cách 2 rồi. Người ta nghĩ rằng it is thought that. Và đằng sau Khôi dùng quá khứ cho cô như bình thường. Các bạn hiểu không ạ? Đó, cách 1 là bao giờ cũng chia theo cái vế people think, people believe hay là they propose lặp lặp là các kiểu nhá. Đó, ok. Nào, chúng mình sang cách số 2. Đó là gì? Khôi được nghĩ Khôi is thought. Rồi, là đã từng giàu có. Chúng ta ghép cấu trúc như sau. To have cộng phân từ 2. Phân từ 2 ở đây của chúng ta là động từ to be. Mà phân từ 2 của động từ to be là từ gì con? Been rich. Easy game không? Đó, đây chỉ là lý thuyết, ví dụ. Và cũng khá là dễ hiểu đúng không các bạn? Dễ hiểu nhá. Rồi, ok. Đấy, chúng mình làm bài tập là chúng mình ok.